Nếu bạn là một người yêu thích trang sức đá quý thì có lẽ bạn sẽ không thể không biết tới cái tên Cartier. Trang sức Cartier nổi tiếng với hình ảnh tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt, dây chuyền Cartier luôn nằm trong những lựa chọn hàng đầu của các nghệ sĩ, người nổi tiếng và giới trẻ. Hãy cùng shop Nhật Việt tìm hiểu top 10 chiếc vòng đeo tay nữ Cartier được đấu giá nhiều nhất trên Yahoo Nhật. Tóm tắt bài viết 2, một một vài nét về thương hiệu Cartier, hai lý do tại sao Cartier lại được yêu thích đến vậy, ba top 10 chiếc vòng đeo tay nữ Cartier được đấu giá nhiều nhất trên Yahoo Nhật, một vài nét về thương hiệu Cartier. Cartier là một thương hiệu trang sức được giới quý tộc, hoàng gia, nghệ sĩ, người nổi tiếng vô cùng ưa chuộng. Qua nhiều năm xây dựng thương hiệu, Cartier đến nay đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường trang sức thế giới. Các sản phẩm của hãng được chế tác điều luyện với nhiều mẫu mã khác nhau phù hợp mọi đối tượng. Với hơn 170 năm hình thành và phát triển, Cartier đến nay đã trở thành một trào lưu, một xu hướng đi đầu gắn liền với hình ảnh các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Cartier không chỉ là một thương hiệu thời thượng, được ưa thích bởi nữ giới mà ngay cả nam giới cũng vô cùng chuộng các mẫu thiết kế của hãng. Các sản phẩm của Cartier mang đậm phong cách phương Đông, đầy góc cạnh mạnh mẽ và màu sắc bắt mắt. Thương hiệu này rất đa dạng về các dòng sản phẩm trang sức. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể tới đồng hồ, nhẫn, dây chuyền và vòng tay, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn, top 20 bộ trang sức Dior cao cấp, giá tốt trang sức Dior chính hãng hàng nội địa Nhật 2022. Lý do tại sao các tia lại được yêu thích đến vậy? Sự đắt đỏ của trang sức các tia được thể hiện bằng những thiết kế cầu kỳ, hoa văn tinh xảo và được gia công trên những chất liệu quý giá sản phẩm trang sức cartier được chế tác bởi những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm và lành nghề nhất vì thế mà hầu hết của cartier luôn được săn đón bởi giới thượng lưu và giàu có trong xã hội phẩy chấm sự sang trọng quý phái và mang tính biểu tượng của trang sức cartier giúp tôn vinh được sự xa hoa và lộng lẫy của chủ nhân nó có thể nói rằng mỗi sản phẩm trang sức của cartier đều là sự hoàn mỹ và độc nhất việc kế thừa tinh hoa của ngành chế tác nữ trang xa xỉ trong trang sức cartier giúp cho sản phẩm của thương hiệu là niềm ước ao của hầu hết mọi người bạn muốn sở hữu chiếc cartier cho bộ siêu tập của mình mà giá lại quá đắt đỏ hiểu được tâm lý khách hàng vậy nên shop nhật việt Địa chỉ uy tín chuyên order hàng hiệu second hand từ Nhật về hàng chính hãng với giá tốt nhất, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn mẹo hay cách đấu giá hàng si Nhật có giá tốt thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội bảo hiểm 100%, top 10 chiếc vòng đeo tay nữ các tia được đấu giá nhiều nhất trên Yahoo Nhật, nhẫn các tia 49 good condition mini lớp cây 18 wg 17567105 các tia Bengal good condition lớp red full diamond 17569154. năm bốn